Chào các bạn, thì mình sẽ review tiếp cái cục Mophie riêng. Do nãy mình review cái cục của Anker A2034 này ha, BBS 65W rồi. Thì mình review riêng để cho nó đỡ dài. Cái cục sạc dự phòng Mophie này tinh tế cũng đã review rất là lâu rồi ha. Nó khá là to nha bạn ha, khá là to đó. So với một cái iPhone 12 thì đó, đây là kích thước. Ở trong phần mô tả mình có đăng á, bạn cứ xem kích thước ha, nhưng mà nó to hơn cái iPhone 12 nha. Và nó rất là cao cấp, tinh tế đã review rồi. Cái tên gọi của nó là PowerStation 3XL, dung lượng của nó là 26.000 mAh, bọc vải rất là đẹp, rất là cao cấp luôn. Đây thì nó gồm 2 cổng C, 1 cổng A và có công suất độc lập riêng biệt ha. Cổng C này bạn thấy có dấu hiệu này không? Ở ngoài nhìn rõ chứ ở quay phim hay mờ. Cổng C này chỉ in thôi bạn, một mình nó. Đây là C in và nó dùng công nghệ Power Delivery 2.0, 45W, độc lập in thôi ha. Và chúng ta có 2 cổng out. Và cổng out C này bên đây bên gần cổng A, hai cổng này là out ha. Cổng C out này cũng là PD 2.0, 45W. Cổng A này là 12W, 5V 2.4A ha. Thằng này là 20V 2.25, 20V 2.25 và 5.24 ha. Thì tổng công suất là 45 cộng 12 là 57 đó. Điểm mình thích ở cái pin sạc dự phòng Mophie là nhìn nó rất là cao cấp bạn à. Rất là cao cấp luôn. Bọc vải ha. Và đặc biệt là ai cũng nói nó đắt, mà nó đắt thiệt ha. Ở mấy cái trang ở thế giới review cũng như là tinh tế review đều nói là đắt thì nó rất cao cấp. Nó đắt vì sao? Thứ nhất là cầm rất là chắc tay, nặng ha. Thứ hai là dung lượng nó tới 26.000 mAh. Nó là 94 chấm mấy Wh cho nên chúng ta được phép mang lên máy bay nha. Trên 100Wh thì chúng ta sẽ không mang được mang ha, 99Wh trở xuống thì được mang lên máy bay, thì nó được mang lên máy bay nha. Điểm đặc biệt thứ hai là thằng này nó có chức năng in out cùng lúc, nghĩa là chúng ta in vào cho nó 45W thì chúng ta vẫn sử dụng hai cổng này bình thường trong lúc sạc lại cho nó ha. Mình thích cái Mophie là mấy pin Mophie hay có in out cùng lúc lắm, mà khi mà cái pin nào nó tích hợp chức năng in out cùng lúc á thì các bạn đừng có sợ nó hỏng. Có một bạn cũng trên xem của mình nói in out nó có hỏng không? Không bạn à. Người ta đã tích hợp chức năng đó cho nó rồi. Còn khi mà những cái pin khác á, các bạn vừa in vừa out nó không có được, tại vì nó không được tích hợp chức năng đó. Khi người ta tích hợp là tính toán hết rồi, giống như iPhone, chúng ta sạc nhanh iPhone chúng ta sợ iPhone hư pin, chai pin không, mà chỉ thật sự là không có mà. iPhone sạc nhanh tới 80% pin nó tự ngắt sạc nhanh rồi. Hãng nó tới tính cho chúng ta rồi, chúng ta không cần phải tính lại đâu ha. Chúng ta sao mà bằng bao nhiêu con người của hãng được, cho nên nó an tâm. Thằng nào mà có chức năng in out thì chúng ta hãy tận dụng nó. Tại vì khi chúng ta tận dụng nó thì chúng ta in chân này, nghĩa là chúng ta đang sạc cho nó một thiết bị. Còn hai cái còn lại chúng ta sạc thêm hai thiết bị nữa, nghĩa là 3 thiết bị ha. Thì với cái cũ Mophie này thì chúng ta thể sạc được một cái MacBook Pro 13 inch với công suất 45W ha, hoặc là sạc full công suất 30W cho thằng MacBook Air hoặc là iPad Pro ha. Hoặc sạc một cái điện thoại iPhone 12 ha. Còn cổng A12W chúng ta hãy sạc một cái điện thoại với công suất dòng 5V 2.4A hoặc là một cái pin sạc dự phòng khác. Tại vì nó là cổng out. Thì bây giờ chúng ta sẽ test in trước các bạn ha. In xem nó đủ 45W theo công bố của Mophie hay không ha. Quên nữa, mình chia sẻ nó được tặng 2 cái cáp. Một cái cáp C2C có logo Mophie trên cáp các bạn ha, và một cáp A2C cũng có logo Mophie trên cáp ha. Và mình cũng chia sẻ thật với bạn là cái đây là hàng nhập từ Mỹ, hàng trưng bày, nhưng mà nó còn rất mới bạn, không có vết trầy luôn, rất là mới nha. Hàng trưng bày nên nó không có hộp nha, mình chỉ còn một cái thôi, có 2 cái mà đã bán một cái rồi ha. Đây là hàng nhập từ Mỹ và là hàng trưng bày tại Apple Store, gồm nó sản phẩm thực tế khi bạn mua cho bạn nhận đúng như vậy thôi, không có bóc không có gì hết, chỉ là một cái pin và 2 cái cáp, một cáp A2C và một cáp C2C ha. Và cái sản phẩm nó bán tại Apple á, để mình quét cái mặt của mình ra cái đây. Chúng ta đang ở Google, tên gọi là Mophie PowerStation 3XL ha. Apple.com còn hàng thì còn hàng, nhấn vô mua. Đây Apple bạn ha, Mophie PowerStation 3XL, truy nhập dùm Apple để chúng ta xem ở Apple nó bán bao nhiêu ha. Apple.com bạn, mình vào trực tiếp ha cho bạn xem luôn. Giá đâu, giá đâu, không thấy giá trên vậy. Đây giá đây 200 đô đó, nó only at Apple, chỉ bán tại Apple ha. 200 đô các bạn, bạn biết 200 đô nếu tiền Việt của mình là gần 5 triệu rồi ha, rất là đắt. Và do mình bán là hàng theo dạng đã sử dụng với hàng không có hộp nên bán khá rẻ ha, 2 triệu mấy á, mình không nhớ. Ok giờ mình test trước ha, chỉ hồi nói thành vài dòng. Mình để hai cáp tặng của nó qua một bên, chỉ còn một sản phẩm thôi nha các bạn ha, chỉ còn một cái thôi. Thì chúng ta sẽ test in cho nó trước nha, chúng ta sẽ test in cho nó trước. In nó là 45 cổng C và cổng C out của nó cũng là 45. Đặc biệt cái sản phẩm này nè, nó hay chỗ là không giống như cái sản mấy cục sạc dự phòng khác á, khi bạn cắm in vào á là cái đèn nó chớp ha. Ví dụ như tới 50% thì đèn thứ hai nó sáng, còn tới 75% thì đèn thứ ba nó sáng. Nhưng củ này nó sáng một xíu rồi nó tự tắt, không phải nó không sạc mà đang sạc á, nó chỉ tiết kiệm pin thôi ha. Các bạn xem mình nhấn vào thì nó sẽ chớp đèn nha, chút xíu mà nó tự tắt à. Thì chúng ta muốn biết bao nhiêu dung lượng thì chúng ta nhấn nút nguồn thôi ha. Bạn thấy hôm nay chớp nè, chút xíu tự tắt cho xem. Thì chúng ta xem công suất input của nó ha. Chúng ta in 46.9 ha, công suất hãng công bố là 45 thì nó in được 46.9. Ngày nay mình test lại cho vui thôi, chứ nãy mình test, ai mà xem clip mà test cái củ A2024 của Anker chúng ta đã thấy là nó in là 45 rồi ha. Và chúng ta sẽ test, bây giờ mình test in out cùng lúc luôn chứ mình không có test rời nữa, tại vì cái thằng này nè nó vừa in vừa out được, và là công suất out không đổi ha. Công suất out không đổi nghĩa là chúng ta vẫn là cổng C này 45, cổng này 12, tổng công suất là 57W ha. Vừa in vừa out luôn cho nó sướng ha. Đỡ công test 2 lần. Ok, mình sẽ để cục này đây. Mình cắm cái này vào ha. Đó. Đó giờ mình sẽ test out một lúc, cái out nó khi đó nó đủ 45 hay không ha. Lấy cáp C2C của nó test luôn. Đây, chúng ta sẽ xem đây là nó đây thể hiện là PD 2.0 các bạn ha. Vẫn đang input cho nó là 41W mấy ha. Đó, chúng ta thấy PD 2.0 nè. Thì bây giờ chúng ta sẽ coi nó in nó out là bao nhiêu. Mình đang đi test in out cùng lúc nha. Đây các bạn thấy cái này nè. Đó, mình đang out cho nó bằng cổng C này ha. Thì lúc nó in á thì nó out ra được 36W ha, 37W. Đây là nó in, đang in nè. Mũi tên chỉ là đang in bạn ha. Khi nhấn nút chúng ta biết là đang chớp là đang in ha. Đó, đang in đó, tại vì nó nãy mình chia sẻ rồi ha, những vài giây nó tự tắt đèn à. Đang in cho nó nè là 41,86 ha, còn out á là 37. Out thì nó out cho cái cục pin Mophie ha. Đó thì khi nó out vậy thì chúng ta sẽ sạc thêm một cái iPhone nữa vẫn được bạn ha, chúng ta vẫn sạc thêm một cái iPhone nữa vẫn được. Tại vì cổng A của nó còn thì chúng ta còn tận dụng in-out luôn. Đó, đây chúng ta đang sạc 3 thiết bị cùng lúc nè. Đó, chúng ta đang in cho nó là 41W ha, 41 ha. Và chúng ta đang out cổng C là 37. Chết cha, mình quên lấy test cổng A rồi, cổng A phải lấy cái này test. Cái máy đo test luôn chứ ha. Sorry các bạn ha, hàng gì nó ủa sao cái iPhone không thấy dòng, thì ra chưa cắm máy đo vô. Ngớ ngẩn thật. Đó, bây giờ đủ 3 cái máy đo các bạn. Đang in 41.4 ha. In. Đi vào là in là 41.4. Cái iPhone đang out cổng A của nó nè, cổng A nè. Cổng A đang out là 4.7V 1.75. Theo công suất công bố hãng là 12W là max ha, phải là 5.24 mới đủ nha. Cái này thì nó là maximum cho nên nó dưới thì bạn cũng là biết là bình thường ha. Còn này là 37 ha. Đó, thì với những cái thiết bị vừa in vừa out á, thì chúng ta dễ dàng sạc được cho hai thiết bị cùng một lúc. Thì chúng ta giờ mình lấy ra lại cho nó đỡ rối nha. Lấy lại chỉ là quá trời dây nhợ bạn ơi, quá trời dây nhợ luôn. Đối với những cái củ sạc mà công suất 45W mà hai cổng C1 cổng A thì chúng ta dùng rất là tiện ha. Thì chúng ta thể vừa sạc cho một cái MacBook Pro, chúng ta vừa sạc cho một cái iPhone nha. Sạc gì là đẹp luôn bạn ha. Chúng ta vừa sạc một cái MacBook Pro. Với công suất là 45W và một cái iPhone, chỉ vậy thôi ha. Còn thích thì gắn thì sạc in-out cho nó luôn ha, để qua đêm thì chúng ta sẽ sạc được hai thiết bị một lúc. Ok, clip mình đến đây là hết ha, tại mình gỡ mấy cái máy đo dòng ra cho nó gọi là trống trải chút xíu ha, chứ để nhiều nó rối. Đó, vừa in vừa out 3 thiết bị cùng lúc. Ok, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo ha.